Bên đây mình có hồn nhiên thiên nhiên. Ngày lúc thường đã hả với đệ tử ở đây thiên nhiên quá đó, cái cứ nghĩ là tu thiên tâm dễ không? Thấy dễ không phải dễ đâu. Tại vì mình có mấy gì kiểm chứng. Nếu mà dễ hay khó thì tự mấy con biết. Chẳng qua thầy dạy một cách rất là bình thường nhưng mà làm đúng thì cái hiệu quả thôi mà. Nếu mà mình lên núi, có 18 già là hán ở trên núi của mình. Mấy đứa hai trình có đứa, mấy gì nói đứa nào mà tâm nó pure, tức là cái tâm trong sáng sẽ mấy ngày sẽ cho thấy. Thì có những đứa nó chụp hình nó thấy nó hào quang rồi đó. Tức là ổng biết ở cái thời đại này, ổng nào ở đó ổng chờ cho hụ mấy nghìn năm, mấy gì để mà theo phò cái núi để mà lấy công với lập công với Phật với thiên đình, phải không? Ở đây sẵn này chờ cái núi này đến ngày đến giờ phải qua tay một người như sư phụ vậy nè mới có lợi lạc buồn xanh. Chứ qua tay một người khác á, chỗ này á nó xây cái biệt thự chỉ hai chồng ở gây lộn có ngày họ kêu trời không ai nghe luôn á. Rồi nay hôm qua nó cũng chạy lông lên đây nổi nữa. Tại vì mấy thằng đại gia lên đây nó thích cái núi này lắm, mà thích xây nhà bự không mà không có ai mà nghĩ cái chuyện mà như kiểu mình đâu. Thì ông La Hán ông nói ngài có mấy đệ tử rất là giỏi, tụi nó thấy được tôi á. Rồi cái ông còn nói nhưng mà bữa nay nè, hôm qua đó có một đứa đệ tử nó xả rác cái chợ nhỏ mà lùng mỹ hạnh á. Cái hồi nó mới nhớ ra là nó nhét cái bịch gì ở trong cái kẽ đá đó. Tại ông sợ bị quên thôi, cái bịch nó ngồi được nữa là có thiệt á. Thấy linh nghiệm không? Hỏi hạnh mình đi, hạnh nhỏ đó. Thì mình hiểu được cái núi này linh thiêng, mình sống với trời với Phật. Rồi có trời Phật che chở mình, có mỗi ngày có sự bình an, vui vẻ, an lạc. Lên đây gặp huynh đệ tỷ muội ăn uống chung tinh huyết. Người dưới núi hay người trong nhà mình họ có như vậy, họ không có hiểu đâu. Có một nói chuyện đạo họ bực, họ ghét, họ la. Tôi ít nói chuyện đạo trong nhà. Có một cái Tết thường á, Tết đông á, có 6 mẹ ngũ hành, tức là mẹ châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi, thêm có một châu nữa, châu Thái Bình Dương, 6 người lận. Thì thường thường nói chuyện á, thì cái châu Mỹ về mặt đời là nước Mỹ là cường quốc phải không? Cái bên kia mẹ châu Mỹ cũng đại diện cho 6 mẹ kia ra chúc thái tử năm mới khang, cũng như đời mình vậy thôi. Rồi cái rồi mẹ châu Mỹ nói chuyện với phụ, rồi có Long Mẫu, tức là mẹ của Xuân Mẫu á, Thảo á. Rồi có Long Dương. Nhưng mà mỗi một vị lớn đi, con nên nhớ, con tưởng tượng có bao nhiêu người đi theo. Ghê gớm lắm, phải không? Đầy luôn, trong vòng này chỗ ngập luôn á. Và cha nữa, cha xuống nữa. Mà cha xuống là mấy ông A-la-hán với mấy ông thiên tướng á. Tự cái cổng sắt của mình, chỗ dứt tạo á, cứ cách chừng 12 bước á, là đứng hai bên. Cái con đường cũng là mấy vị đứng chào. Trên bầu trời là rực sáng luôn, phải không? Ông mắt á, ông ngồi nhà, ông đâu có dám lên, ông mình thứ hữu đó. Mà ông ngồi tiền chỗ mắt nguyên cái bầu trời Thiên Long Sơn á, nó sáng y như là một cái thành phố New York vậy đó. Tại cái lực của mấy vị tiên ở trên trời với mà có quyền năng á. Trên trái đất của mình á, là những cái gì mà mình biết tên, mẫu này mẫu kia, Phật này Phật kia, chỉ là một phần trăm thôi nha. Ở ngoài trong không gian á, có biết nhiều loại Phật mà mình không biết tên, biết nhiều vị Bồ Tát mà mình cũng không biết tên. Mà thường mấy vị đó là đi với cha không á. Nhưng mà mấy vị đó là mấy vị uyển chuyển tất cả những cái hành tinh trong vũ trụ. Khi mà cha sai đi làm một cái việc gì, hiện giờ là mấy vị nói là những cái thành tinh ở ngoài không gian á, thành tinh nào cũng đang tận thế, không phải riêng trái đất của mình nha, nó liên lượt gì đó. Có những cái thành tinh á, sư phụ nói trời ơi, trái đất này sao giờ dân khổ quá, mới có mấy năm từ 2018 giờ chết 50-70 triệu người, rồi bệnh, rồi giờ thất nghiệp, rồi giờ chiến tranh rùm lên, rồi nước Mỹ lộn xộn kiểu này không còn chánh nghĩa nữa.
cái ngài mới cười, ngài đã xuống đây rồi, Phật Thánh Tiên đang ở đây mà còn gì phải lo, mà không bằng một cái rỉu, không tức là không bằng 2-3% của những hành tinh ở ngoài bên kia nữa, họ không có Phật, họ không có ngài, họ vì cái khôn của họ quá mà Phật xuống nói chuyện can thiệp họ cũng không nghe. Ở cái trái đất này ngài cho ra cái đạo, biết bao nhiêu người cũng vẫn còn nghe được tiếng nói của ngài, là trái đất này đang có phước, là đang sàng lọc, không có tự hủy diệt. Ở ngoài kia những cái thành tinh kia nó đang giết nhau hủy diệt luôn á, tại vũ khí của nó mạnh lắm, nó còn hơn là bom nguyên tử của mình nữa. Mấy người người laser, người nhện hay là người lùng 4 feet rồi đó, trời tụi nó ghê lắm, mà nó đánh nhau rồi không có Phật trời nào can nổi luôn. Thì lúc này là tụi nó cũng sân như mình vậy đó. Mình có 3000 cái thành tinh mà, đâu phải chỉ có trái đất. Thì từ đó thượng nó, vì là trái đất này có phước quá, có Phật hạ phàm, có thiên tử hạ phàm, có các vị đang ở đây đang nung nắng, chỉ là thanh lọc ra những cái thành phần gọi là siêu ngu thôi. Còn những cái thành phần mà còn ngoan ngoãn nghe lời Thượng Đế, còn biết cầm cây nhang nữa, không có bị gì, các con đâu có bị gì đâu. Sau khi mình thụ nghe mấy gì giải thích, mình mới có sự so sánh, đúng là mình có đại phước, đúng không? À, rồi mấy con gặp được Thiên Long Sơn, mấy con gặp được Chư Phụ, con của cha xuống trần, rồi trong tương lai á, các con sẽ về Việt Nam 6 tháng ở bển, mua 2-3 nhà ở bãi biển Đà Nẵng đi, tại vì về bển làm business mau lên lắm, tại kinh tế nó lên là vừa giúp dân mà vừa giúp mình trước quá, có thật mới dựng được đạo chứ. Thì tương lai của con là sáng ngời. Mấy vị nói, cho hai thù nói, mấy vị nói, Bưu Tinh, Tập Chẳng Bình, Kim Văn Uẩn và những cái hàng hung dữ Hồi giáo, tụi nó không có đường đi nữa. Nhưng mà họ thiên đám đệ tử của ngài và ngài đường thân an và nhiều chuyện phải làm. Mấy vị nói như vậy luôn. Mà trong khi Tập Chẳng Bình đang quyền lực dữ dằn, đúng không? Bưu Tinh cũng đang nắm vận mệnh dữ dằn. Thêm Biden hả? Biden tổng thống Mỹ, Bưu Tinh tổng thống Nga. Con làm cái gì về cơ nói vậy đó. Con thấy ghê không? Thì mỗi lần Tết thì ở đây mỗi lần gặp mấy vị áo mà ở trong phải màu vàng. Tại khi qua cõi vô vi cái thiên tử thiệt á, thì cái áo mà thường thuộc có áo polo màu vàng giải thường rồi, giống kiểu như vậy đó, thì nó cũng biến theo màu vàng bên kia. Thường có áo mà áo vàng chỉnh như một áo lõ lông bào vậy. Sư mẫu cũng vậy, bữa nay mỗi lần mà họp mình phải mặc đồ lịch thiệt, mà nếu không là bất tính. Mấy vị rất là đàng hoàng nhưng hơn mình nhiều. Đức Thầy dạy đạo thì thường cũng chỗ này. Có lần Đức Thầy nói sau này tất cả các đạo trên thế giới sẽ đều gia nhập, sẽ nhập vô thành đạo Thiên Tâm. Còn những cái đạo của thời nay của ma quỷ và những tầng trời khác của xuống đây để mà tranh giành của cái kỳ ba này á, gọi là tà đạo á, Thượng Đế đều không chấp nhận. Tức là nói một câu, cha không có chấp nhận, có nghĩa là những cái đạo đó từ từ sẽ bị biến. Không phải là ai xuống thế gian muốn lập đạo đạo. Cái này là cái trường học cha tạo ra để cho tất cả con cha xuống đây học thăng tiến cái thần hồn. Cha đâu có thể để trường học rồi ai muốn vô dạy gì kiểu gì dạy. Rồi hôm nay cái quả đi cầu của mình nó có ngũ hành. Bữa cha kêu nói với đệ tử là trong người mình cũng là ngũ hành, tiểu thành tinh, cái thành tinh lớn đó là trái đất và vũ trụ. Mà khi con người của mình nó không còn thích hợp nữa thì tự nhiên mình sanh ra nhiều bệnh tật và thiên tai, và đi đến cái cùng cực này, chiến tranh, bệnh tật. Là vì nhiều người sân si quá. Khi mỗi lần mình phát lên cái làn sóng điện tối ngày, làn sóng điện hung dữ, ác hung dữ. Mà mấy con cứ làm như thế hoài, mà 8 tỷ người mà tối ngày cứ phát làn sóng ác lên, giống như mình đánh điện tính và đánh mọt vậy đó. Thì con nghĩ cái trái đất này nó nhận điện tính kiểu đó, nó phủ trùm lại đen thui.
đang kinh chỉnh này. Còn thí dụ như con cười trong tương lai là thời Di Lạc là vui phải không? Ồ, vui vẻ thì có phải là nguyên cái trái đất này con phóng ra một đống điện tính vui vẻ cho toàn nhân loại, ai cũng bắt được cái làn sóng đó người ta cũng vui theo không? Bây giờ đó là tại sao mà con ra đường con làm ba người cười hỏi thiên chúng ta? Cho nên thưa dạy là mỗi ngày con ra đường gặp làm ba người cười là gì? Có tìm người tốt khó của cái thời đại này đó. Nhưng mà trong thâm thâm sâu của họ, cái xấu của họ là chỉ là bao phủ những cái áo lạnh, những cái áo giáp để cho che đi những cái yếu hèn của họ và để cho họ không có bị bully, là bị ăn hiếp đó. Chứ thật sự họ cũng là người tốt mà, chứ không phải là ai cũng xấu hết đâu. Nhưng mà khi mình mới nhìn như vậy, từ cái xã hội nó cấu trúc như vậy, cả nước Việt Nam cũng vậy. Tại lúc xưa sư phụ có tin sư phụ là thiên tử nha, cũng chẳng có tin tâm linh gì hết, cũng y như mấy người kiến cận vậy. Cho nên trong đó là có loại kiến cận này nè, trộ lì lắm, mình không tin tin trò bị thiên ma nó tới nó quýnh quýnh kỳ đó hả là chết. Cái Phật Bà Ngâm với Phật Dược Sư với mẹ xuống với chị rồi tới với ông Sơn Thành, ông Thổ Địa ở nhà đó, nói trời bữa đó thái tử bị thiên ma quýnh, thằng bò thái tử cũng cái bắt đầu nhét cái hồn phụ vô sát lại. Chứ hồi xưa những năm đầu phụ bị nó quýnh hoài, năm sơ sơ là nó tới nó bụt. Khi mà mình không có lòng tin á, mình có sứ mệnh, mình không có lòng tin, một mình quỷ sát đi về. Nhưng mà cũng may kỳ đó thưa phụ bắt đầu tin. Ủa cái bắt đầu mẹ mới ngồi mẹ nói, con ngồi con nhớ đi, cuộc đời con chết nhiều lần. Chú nói trụ chết quá trời chết. Mẹ nói con chết nhiều lần lắm rồi, ta không cứu con á là con chết nhiều rồi. Mấy ông rồng cũng cứu nữa. Có lần mẹ nói, nếu mà con không thương những cái người ác, hôm nay mà con ở nước Việt á, tức là còn bên Việt Nam á, mà ta mà không thấy con đi hải ngoại á, con cũng như họ thôi. Trời ơi, mấy vị nói một câu mình thấm đó nghe. Tức nghĩa là mấy đảng viên mà qua Mỹ họ đâu có ác đâu. Con có hiểu không? Mẹ nói con cứ nghĩ đi, ta bỏ con lại đúng, con thông minh, con có tài nè. Dĩ nhiên trên trời con có tài, cha mới chọn con xuống đây để mà lo cho nước Việt. Nhưng mà ấp mấy con phải nên thương những cái người ác, tại vì họ không có môi trường thuận lợi như mình. Rồi mình kể lại, mình kể để mình cho phụ thức tỉnh để bắt đầu mới làm việc đúng không? Thì mình nói là phải thương họ, thương những cái người ác. Tại vì con của mẹ không có ai ác hết, chỉ có xuống trần á mình mới bị nhiễm trần. Nên kinh Địa Mẫu mới nói là trẻ nhiễm mùi ngon. Bây giờ một đứa con gái mà nó hiền cực kỳ thì mị mà nó lấy một chồng vũ phu á, con nghĩ 10 năm sau nó thảnh gì? Không có, những đứa nó hiền quá, nó không có làm gì, đến lúc nó làm á nó vô tù á, nó có thể giết một chồng á, con có biết không? Ghê lắm á. Cho nên cái con, mấy con phải tập tha thứ. Dạ, mình phải hiểu mấy cái đó. Ai sợ thì giữ nhiều dữ. Nhưng mà giữ nhiều thì từ từ cũng hiền lợi phải không? Đứa nào lên núi mà không thay đổi thì dù cũng bỏ tài luôn á. Thật sự thường nói bỏ tài luôn. Cũng biết sao dạy nữa. Cái núi tự động nó đã dạy cho mình rồi. Cái núi là một cái hồ nước trong, con nên nhớ nha. À bây giờ con là thuộc về hầm cá dồ hồ, cá chốt thì cũng biết mà thuộc bắt qua cái hồ cá coi là tự động con cũng sáng sủa lên nè. Tự động thôi. Húng hồ chứ mình có cha có mẹ đứng đây nè, hiểu có cha. Cái là sư phụ cứ hỏi là cái những cái mà mình thắc mắc lớn, cả mấy con cũng thắc mắc lớn, hay là trên cộng đồng mạng trên thế giới, cả nước Việt Nam cũng thắc mắc lớn. Ủa nước Việt mỗi ngày kinh tế lên dù dù mà sao anh cứ nói có nước Việt mới và thay đổi này kia, thay đổi kiểu nào? Cái gì mới nói là sẽ thay đổi. Nếu mà cơ trời mà không có thể nói chi tiết như thế nào, mấy gì chỉ nói một câu, coi đi, coi 5 năm gần đây bao nhiêu chuyện thay đổi như thế nào, có ngoài sự tưởng tượng của con người không? Thú hồ chỉ nước Việt nhỏ bé, mấy gì chỉ nói một câu đó. Gần đây cho bộ hỏi dữ lắm, mấy gì mới nói, người thì thuận theo đất, con người mình thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thì có đạo thiên tâm, đạo thiên tâm ra một cách rất là tự nhiên.
Người thuận theo đất nghĩa là như thế nào? Là vì khi con người mà sống trong nước vị, nó cũng giống như hồi nãy sư phụ nói, một người phụ nữ bị đàm áp, bị hiền quá, bị bức bức tóc, bức tai, rồi bức xúc, bức kiểu nào không biết, cái bức xiềng luôn đó, thì lúc đó con thấy nó như là nước dở bờ. Chứ bề trên cha mẹ sư phụ, chứ thế giới này phải có sư phụ, sư phụ chỉ muốn này giúp thôi nha. Cha mẹ cũng vậy, cha mẹ đã nói rồi, ngũ hành nằm trong cơ thể chúng ta là tiểu hành tinh, cả cái châu Á đi cầu này là đại hành tinh. Khi mình làm không đúng thì mình bị cái nghiệp quả. Cái nước Việt cũng vậy, làm không đúng sẽ bị nghiệp quả. Lãnh đạo không đúng thì sẽ bị nghiệp quả. Không ai khó ba đời, cũng không ai giàu ba họ. Nên nhớ cái quy luật như vậy. Nhưng mà cơ trời đi là điều đồng bộ trên thế giới. Hồi xưa giờ phụ nói cái này, tất cả những cái nhà bình luận gia quốc tế đều không nói được. Bây giờ mấy vị mới nói, nước Mỹ này cũng sắp lộn xộn thay đổi, Trung Đông cũng thay đổi, nghe là xong rồi, giờ Tàu nữa. Tức là nó đi đồng bộ, những cái ác phải đi cùng một lượng như thời thế này. Thì bao nhiêu nay thuộc chỉ nói một điều như thế nào, hôm nay cũng nói y như vậy, mà khó ai mà nói được cái này. Còn những cái đói, kinh tế, bệnh tật, hôm nay Sài Gòn đen, vắng bóng người, là về bước chân của thiên tử chưa bước vào nước Việt. Nước Việt không có sáng lên được. Giờ thì mấy ông thần nó mới họ, còn bây giờ mấy ông thần nó mới ngồi ấy bệnh. Mấy ông cũng chờ cho vụ về. Ngày hôm qua có bốn đệ tử, hai hộ trắng thì nằm dưới gốc cây đó. Mỗi lần qua mừng lắm, phụ lo lo cho mấy đệ tử qua. Mấy con có mấy ông huynh đó, là Thiên Bạch Hổ anh, Thiên Bạch Hổ huynh, Thiên Bạch Hổ đệ. Mỗi lần qua đi lòng vòng đó, cái là gồm mấy ông hộ pháp với mấy ông đông lắm. Rồi cái Thiên Cẩm Hoàng là hai ông rồng khổng lồ tu mấy nghìn năm mới nuôi cắm á. Ông bò ở đây, cái ông bò trước mặt sư phụ cũng lại sư phụ. Tại mấy vị thần là lại sư phụ, mấy con không cần phải lại. Mấy ông rắn á, bò gần sư phụ lại sư phụ á. Tại là sư phụ là sư phụ cũng họ mà. Rồi xưa ông năn nỉ là nhận ông làm đệ tử đi, cho ăn chút khỏi. Cái ông mấy ông cắm hai cái nhang vậy. Cho nên núi mình á là hộ ngoài con người ra làm đệ tử còn có hai hổ trắng, bạch xà, rắn khổng lồ. Nhưng mà khi họ tu lâu năm họ thành thần, thần nghĩa là có quyền phạt thưởng nhân gian. Cái nhân loại của mình là hàng thấp nha, khi đã làm thần có quyền làm cho mình chết hay là ban ân phước cho mình được. Cho nên thần là cao hơn con người mình một cách. Tuy là họ cốt là rắn nhưng mà họ đã là thật như vậy, họ là thật. Cho nên những cái nhập đồng nhập bóng là thiệt, nhưng mà trong đó có chánh và có tà. Chánh hay tà là do cái người mà cầm cân á, cái người mà hiện diện. Như sư phụ biết gì chánh hay tà đó. Còn hàng mấy đệ tử nhỏ nhỏ đừng có đụng tới, tại vì con không có biết. Ví dụ giờ con, mấy con đừng có tự nộp mạng với cái sức của mình yếu. Nhiều khi tà nhập vô mấy con đâu có biết. Cháu hồi không có nói họ là tà nha, họ cứu người không á, cứu bệnh rồi nữa. Trời, mấy ma nào mà mấy người nào mà bị trượt á, bị ma nhập á, gặp mấy cái này là sợ lắm. Quýnh một cái là không có ma nào mà nhập vô. Thì cái dũng và cái hèn, mình đang nói là người thuận theo đất. Nhưng mà giờ đất không có để cạp ăn nữa thì thận gì giờ. Bởi vì nó là bị nhồi sọ quá, 50 năm như nó hèn yếu lắm. Bây giờ nó không có liên quan đến chiến tranh hay là tạo gì chăng á. Cộng sản nó sẽ đổi máu đi tìm cách này cách kia để nó duy trì quyền lực để mà làm túi riêng. Chỉ có cái dũng thôi sẽ thay đổi. Khi con người mà tham á, họ nghĩ đủ cái. Giống như y như con chuột vậy đó, vô mũ nếp rồi không bao giờ ra. Trừ khi nào ta dí người ta lấy cái đuôi ta bắt ra thôi. Chứ đang ăn ngon ngày chịu đi. Chứ không chỉ mấy đảng viên tham nhũng dễ gì chịu. Ra năm 12.000 nay về Trung Quốc và đảng Đài Loan. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời. Cha trên á, đánh thì bắt buộc phải đánh. Nhưng mà cái lòng dân á, lòng dân phải khởi lên. Bề trên không có muốn chiến tranh mà chết chóc như là gãy tay gãy chân, bầm mắt bầm môi bầm
lòi mắt đồ phải không, cho một cái thể chế mà ác á, nó đứt mạch máu ra chết để đừng ảnh hưởng người hiền, thì cái đó mới là tuyệt chiêu vừa trên đang đi vậy. Thượng câu này tôi cũng thường hỏi mấy vị, thì mấy vị đã trả lời hồi nãy, đây nè, hôm qua cũng vậy, mấy vị nói nhìn đi, nếu không á đâu có kỳ thụ lên để mà tuyên bố sẽ làm vua nước Việt, để cho những cái người lững lững lơ lơ để mà họ có định hướng. Nhưng mà tuyên bố đó chỉ là mũi khoan, trước khi mình khoan cái sắt cứng á, mình phải ăn mồi trước phải không, mà để cho ta định hướng ngày từ từ nó thêm mấy mũi nữa nó mới lũng được, thì mấy vị kêu làm thì nó ra cơ trời tới, chứ còn đâu có sớm mà cũng đâu có muộn. Bây giờ Biden cũng sắp bị hạch tội, chuyện Do Thái cũng Trung Đông đã khởi xướng rồi, thì hồi nãy cái bài hồi nãy nói chiến tranh khởi xướng từ Trung Đông rồi sang qua ở Đông, thì vì Trung Đông mấy vị đi cơ trời rất là hay nha, rắn ba đầu, đầu Nga, đầu Tàu và đầu Trung Nga. Cái đầu Nga đầu tiên đi trước là bị đập, bị nhiều khi đánh 2 năm nay không thắng tức là thua rồi, hết vũ khí kiệt quệ rồi, là một rắn lục. Thì tới thêm con rắn thứ hai là rắn Trùm Khăn, Do Thái nó tấn công vũ bão trong 8 tiếng lấy Gaza từ Bắc tới Nam để mà dằn mặt, không phải là diệt thằng Hamas là easy nữa không, đó là mấy chuột thôi mà bơm nước vô là cho mình ngọt rồi, nhưng mà dằn mặt là khói Ả Rập cứ đứng sau lưng xuống này để đi khủng bố thế giới, tại tụi nó ghê lắm á, tụi nó là một cái khói ác nè, bữa nay nó cũng biết sợ rồi đó, thấy trời ơi Do Thái ghê quá, lời nguyền 2000 năm hôm nay trở về để mà thực hành lời nguyền đó, chứ xưa giờ đâu ai biết Do Thái đánh giặc giỏi gì đâu. À, là coi như hàng rắn gục. Dụm rắn thứ ba chắc chết, tự nhiên rắn thứ ba là tập. Bây giờ cứ nói trời ơi tôi có gửi cũ ở Việt Nam, bữa nay nó phản tôi đi ngoại tình với Mỹ, nhưng mà tôi đã gài trước, tôi đã gài thằng bồ nhí, tức là Miên á, hôm nay rủ Miên theo phải không, ê chậm, bây giờ mày theo tao hay không, tao cho mày về chó, tao sắp chết tao cũng muốn mày chết chung á, tại cũng còn ghen đúng không. Mà nếu mà là cho thằng gợi nhí tao Miên á tọt bây thường mày á, lưỡi lê đâm mày đó. Cho nên bác Trọng á, ngay cái từng rồi là tiếng thối lưỡng nan, nhưng bác Trọng rất là khôn, bác Trọng nó tập chống bệnh. À, tôi đã già rồi, tôi xuống tôi nhường cho tuổi trẻ nó ăn câu cho nó mắc bụng. Nhưng mà cái chữ tuổi trẻ mà nhường á, nhường tuổi trẻ nào? Tuổi trẻ mình nè. Chứ bác Trọng đâu có ngu mà nói tôi thằng đập chân bệnh nó 70 tuổi, đâu có trẻ gì nữa. Nhưng mà bây giờ có mấy cái đài á, cái bắt bẻ bác Trọng đó là giao cho nước Việt cho Trung Cộng, chuyện nó không có đúng, vô lý. Chứ mà không có tin là bác Trọng ngu mà nói kiểu đó. Có mấy cái đài bên này lên nó bắt bẻ không á, bác Trọng giao lại cho tuổi trẻ hội thiên đúng không, thằng Việt Tân á nó hay lên cái đài ấy nghe tuổi trẻ hội thiên ngồi đây nếu làm gì thôi giao cho tuổi trẻ tập chứng binh tào lao vậy, mà mấy cái đài nhiều khi nó ghét ổng đó, sư phụ á là công bằng phải không, mình là làm việc cho thiên đình chứ mình không làm việc cho phe phái nào thế gian hết, mình nào có mình nói có không mà nói không, nên hiểu lầm bác Trọng. Bác Trọng không có giao cho tuổi trẻ Trung Cộng đâu, tại vì dầu sao bác Trọng cũng có chú có anh có cô có gì có cháu chắc cả trăm người bên đó, chẳng lẽ mình đi quyết định cho cháu của mình làm nô lệ cho Tàu à? Bác Trọng đâu có ngu kiểu đó, ai cũng có bà con thân nhân không, cả gia đình cũng có, mình đi là sống ở nước ngoài nhưng mà cái tâm thần của mình ngày nào cũng hướng về quê mẹ, là vì có người mình khôn, con rồng chó tiên khôn lắm, đi đâu cũng nhớ cội nguồn, nên clip này lên chỉnh chảnh lường bác Trọng không có ngu mà giao tuổi trẻ Trung Cộng, giao tuổi trẻ họ Thiên cai quản nước Việt, tại vì họ Thiên vừa từ bi vừa học lịch sử, tại mấy vị kêu là tất cả họ Thiên mấy con á rảnh rảnh á là phải học hết lịch sử đời nhà Trần là phải thuộc lòng nghe, phải học
và đồng thời tất cả lịch sử của thời Lập Quốc, từ thời Hồng Bàng dài rồi tới hôm nay, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Mạc, nhà gì đó, học hết. Là mấy vị kêu mình á, kêu họ Thiên phải học á. Ngoài đọc kinh cái bộ kêu đọc kinh Lăng Nghiêm Đại Bi cũng phải học lịch sử nữa. Thì họ Thiên nhiệm vụ chúng ta là vậy đó. Khi mà con người khôn ra, nhưng họ Thiên chúng ta mỗi đứa, mỗi ngày thăng tiến về sức khỏe, thăng tiến về nụ cười, thăng tiến về tinh thần, rồi thăng tiến về hạnh phúc đời sống. Ngài Quang Thủ có nói những cái thằng mà giàu có nhất thế gian này mà nó không biết về tâm linh, không biết cha mẹ, không có biết, nó cũng như cây khô mà có nước vậy, nó chết lúc nào cũng hay á.